nhận biết Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Trước khi lên đường đi Jerusalem, sau khi đã căn dặn các môn đệ, Đức Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha với tâm tình đặc biệt tha thiết, nói lên tình yêu gắn bó giữa Con và Cha trong vinh quang của giờ sắp đến. Giờ mà công trình cứu chuộc được hoàn tất, giờ mà thánh ý Chúa Cha được trọn vẹn thể hiện, giờ mà kế hoạch của ba ngôi Thiên Chúa được hoàn thành. Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phạm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người, mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Trong giờ phút trang trọng này, Đức Giêsu đã nhấn mạnh nhiều lần động từ tôn vinh và danh từ vinh quang. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con. Vậy giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha. Xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian, để nói lên vinh quang của Thiên Chúa chính là con người được cứu độ, được sống đời đời, được hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa khi con người nhận biết Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa đấng được Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu độ loài người. Trong lời cầu nguyện này, Đức Giêsu đã khẳng định Ngài được tôn vinh nơi những người được Chúa Cha ban cho Ngài, những người mà Ngài đã ban cho họ lời của Thiên Chúa, những người đã tin nhận Ngài được Chúa Cha sai đến. Tóm lại, tất cả những ai đón nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế đều sẽ đi vào đời sống hạnh phúc bất diệt của Thiên Chúa, bởi họ nhận được ân huệ của Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến tin thờ Ngài và nên một với Đức Giêsu. Động từ cho cũng được dùng đến 10 lần trong đoạn tin mừng này để nói lên ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Giêsu, để tất cả những gì Con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của Con, và Con được tôn vinh nơi họ. Sau cùng, lời cầu nguyện của Đức Giêsu đã trở thành nền tảng xây dựng cộng đoàn tín hữu đầu tiên, khi tất cả đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, hợp nhất trong vui mừng hy vọng và hăng say loan báo Đức Giêsu chịu đóng đinh đã sống lại là ơn cứu độ đem đến sự sống đời đời và hạnh phúc trong Thiên Chúa cho mọi người. Cũng chính vì tin tưởng lời cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta của Đức Giêsu, mà người Kitô hữu vui mừng vì được chia sẻ những sỉ nhục đau khổ của Đức Kitô để khi vinh quang của Ngài tỏ hiện cũng sẽ được vui mừng hoan hỷ với Ngài. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra ơn huệ được là người Kitô hữu, người có Đức Kitô trong cuộc đời, để sống hay chết, vinh hay nhục, sướng hay khổ, thất bại hay thành công, chúng ta vẫn loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang. Lại trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cây. Lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Ở lại trong Đức
phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây cõi tâm linh như mở rộng, dòng thời gian khuất trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng bậc lời ca. Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy lòng con. Duy Ngài ở lại trong con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con. Trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Trở thành môn đệ.